Hello Hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng nay mình đang có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà nghỉ khách sạn được thiết kế theo dạng biệt thự 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm, rất là đẹp nha. Căn nhà này có diện tích là ngang 10, sâu 26m, thổ cư 100%. Hiện tại nhà này có 18 phòng đang cho thuê khách sạn và 12 phòng chủ nhà đang ở nhé. Mặt tiền này. Căn nhà này có điện năng lượng mặt trời, có hệ thống camera xung quanh nhà đầy đủ hết. Nhà này thuộc hướng chính nam. Nhà này có con đường phía trước rộng tầm khoảng 10m thông. Thông từ vòng xoay An Phú lên ngã tư Miếu Ông Cù. Quý anh chị có nhu cầu đi xem hãy alo cho em sẽ dẫn trực tiếp vào xem nhé. Ngang 10, sâu 26, thổ cư hết luôn. Nhà có 18 phòng đang cho thuê. Ở tối ở đây là thuê khách sạn đông luôn nhé. Mình đi vào view sân này. Sân ở đây mình có thể để được 2 chiếc xe hơi và mình để xe gắn máy cho khách ở trong nhà nhé. Sân rất là đẹp nha. Căn nhà này cách vòng xoay An Phú đâu đó tầm khoảng hơn 1 km, cách ngã tư Miếu Ông Cù hơn 1 km, cách ngã tư 550 khoảng 3 km nhé. Kinh chị di chuyển đi trung tâm thành phố, trung tâm quận 1 hết tầm khoảng 22 cây. Đây mặt tiền căn nhà này, ngang 10, sâu 26m, thổ cư hết luôn nhé, đúc 3 tấm kiên cố. View sân này. Hè này mình để được 2 chiếc xe Honda nhé. Đường phía trước rộng 10m thông này. Đây là con đường phía trước nhé, 10m thông. Nhà hướng chính nam. Bây giờ em sẽ vào trong quay trực tiếp cho quý vị mình xem nhé. Trong đây có view phòng khách này. Phòng khách rộng rãi, đây có quầy tiếp khách ở đây. Và bên đây mình để xe Honda cho khách nhé. Ngang 10, sâu 26, có 18 phòng đang cho thuê và 2 phòng chủ nhà đang ở lầu trên. Bên đây mình để xe Honda bên đây nhé. Nhà có 2 cửa. Ở dưới đây là phòng tầng trệt này. Hiện tại đang cho thu nhập rất là cao. Quý anh chị có nhu cầu mua về vừa ở vừa kinh doanh nhà nghỉ khách sạn thì hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem nhé. Phía cuối mình nhà. Phía cuối này có phòng vệ sinh chung ở ngoài và view lối thoát hiểm thoáng mát nhé. 18 phòng đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Phòng cuối nhé. Bây giờ em sẽ lên trên review kỹ cho quý vị mình xem nhé. Nhà này 18 phòng nhà nghỉ, cầu thang rộng rãi này, 3-4 người đi tránh nhau thoải mái nhé. Được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ sồi và kiếng cường lực rất là chắc chắn nhé. Quý anh chị đi xem vui lòng liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem căn nhà nghỉ khách sạn này. Trên đây này, tổng là 18 phòng.
Đây, phòng có giường nhé, có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng, có tivi, có máy lạnh đầy đủ hết. Không biết quý vị có quý vị nào vào nhà nghỉ này chưa? Đây nha. Hiện tại căn nhà nghỉ khách sạn này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 14 tỷ, còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà. Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Đây, phòng như thế này này. Có tủ lạnh, có tivi, có máy lạnh đầy đủ hết luôn nha. Có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn này. Thất ok nha. Phòng này có sân thượng phía trước. Nhà đúc 3 tấm kiên cố, có 18 phòng đang cho thuê và hai phòng rộng ở trên cùng. Chủ nhà ở trên cùng có sân thượng, trồng cây cảnh, trồng rau. Nhà này cách vòng xoay An Phú chỉ tầm 2 km, cách ngã tư Mỹ Ông Cù 1 km. Nhà thuộc An Phú, Thuận An, Bình Dương. Trên đây là view phòng thờ cũng như khu bếp ở đây, bếp nấu ăn ở đây nhé. Phía sau này, bên đây mình phơi đồ, trồng rau ở đây nhé. Kế bên có khách sạn luôn, kế bên có căn biệt thự cực rộng luôn nha. View trồng rau, cây cảnh. Bên đây có thêm 2 phòng nữa. Này, 2 phòng luôn nha. Đây là dàn để máy giặt này, máy giặt phơi đồ. Nhà này có năng lượng mặt trời luôn nhé. Nhà này dùng điện năng lượng mặt trời được 50%. Quý vị chỉ việc trả 50% cho nhà nước thôi. Ban ngày là gần như dùng điện hết. View nấu ăn này. Sân thượng phía trước. Bên này có 2 phòng nha. Phòng rất là rộng này. Đó. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 10, sâu 26m, thổ cư 100%. Nhà này được chủ nhà đúc 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm, hiện tại có 18 phòng đang cho thuê, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, cho thu nhập rất là cao. Nhà này có con đường phía trước rộng 8m thông, gần vòng xoay An Phú. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu 14 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem nhà thì liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà rất là đẹp, rất là chắc chắn. Rồi, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Em xin được kết thúc video tại đây.